đó là cái chữ A đầu tiên. Rồi. Bây giờ mình tiếp với chữ A tiếp theo. Video này là mình sẽ tự quay lại. Video thì nó biết mình nó bị kiểu cái đầu chú nhấn cái mặt chân đúng rồi đúng một cái tập tục cái này nó sát luôn cái kiểu cái đầu ngang chỗ này mà kiểu ngang tay chồng ở dưới. Wow.
Bạn xem cái bản kia đó cái bạn nhé. Nó khác một cái này á, chữ A này nó chạm, còn chữ A này nó đến lối thả cái đầu ra ha. Tiếp tiếp nha. Cái tiết kia này để cho các bạn thấy giá rõ hơn. Tiếp lại nha, một số năm
Xong chữ A, bây giờ mình học chữ B này. À, mình sẽ còn một chữ A khác nữa. Để các bạn được đánh. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Bốn. Viết lại nha. Một. Cái bầu của cái bề đầu tiên lúc nào nó cũng nhỏ hơn nha, cái bầu nó xuống quá. Cái này đúng không?
làm nó vô cùng để chứng giới được tập cho mình. Đó là chữ B. Đó là chữ B thứ 2 này. Em nhé, chữ B thứ 2 thì có đề nó cho các bạn bạn nhớ mà tập theo cái bản đó mà chặt nha. Nhìn thấy cái bản đó nếu mà không có máy chữ B bên cạnh thì các bạn luôn nha. Cái đèn mình để cho cái đèn cho nó sáng được. Rồi, đầu tiên là cũng học kỹ mục một nhấp sổ đầu tiên. Rồi nghe. Rồi, xuống. Điền luôn nha. Rồi. Một. Hai. Cái này đi liền. Cái này đi tự tử. Cái đầu của cái bầu của cái B đầu tiên lúc nào cũng nhỏ hơn cái B ở dưới nha. Nó bằng 1/2 đúng không? Nếu mà chia cái này á, 3 phần thì cái này là 1/3, cái này là 2/3, cái này là 1/3. Rồi lấy chữ B thứ 3. B ha. Thứ 3 thì cái chữ B này với chữ B đầu tiên nó khác nhau là cái điểm này nè, nó có đi móc đi lên nè ha. Còn không có đi lên, còn cái điểm B đầu tiên nó móc đi lên và nó to hơn. Thì hai cái đó ứng dụng trong những cái chữ khác nhau. Khác nhau ở chỗ là khi mình ký tự x á, thì chữ B đầu tiên nó không biết đọc ra, còn một kiếm tự mặt ở trong cái chữ này nhiều cái như chữ bình hay là chữ bằng hay là chữ ba an lan bốn thì tự luôn thì giờ lúc đó chữ b chó là mình sẽ áp dụng chữ b còn cái tự ít như ba thì mình sẽ áp dụng cái chữ b đầu tiên. Rồi biến lại 1
về Vua Thứ Ba và đến chữ V thứ tư. V thứ tư V thứ bên này V thứ tư, V thứ tư, V thứ năm với lại V thứ sáu là như nhau. Nhưng mà trong tình hình học chúng ta có V to và V nhỏ, V to và từ áp dụng cho những như là tài nối tiếp là ít ở phần nào trong chữ ký tự nhất. Ví dụ như là thứ ba, còn ký tự nhất là bình thứ ba, bốn ký tự là thì bên áp dụng thì bên ổn hơn ha. Thì để dành chỗ để chỗ cho ký tự khác nữa. Bây giờ cái nét của mình đi vào bắt đầu
Đây cũng tương tự như với chữ B, chữ B này. À, chữ nó cách đi là giống nhau nhưng mà chữ B chúng ta lại nhấp nhấp và nó đi đúng không? Thì cái cách viết cách đi là giống như nhau thôi. À, các bạn thấy không? Thì cách
cái thì nhau mà cái kỹ xe này thì nó không có tròn mà nó lại đang được nó ốm lắm. Khi cái phần hành tập thì ra hát thì sẽ yếu là cái phần bị tắt bức thuộc biết cái gì. Cái đầu của cái này nó chỉ là 1/4 để mà cái tập giữa 1/2 này là 1/4 tập chỉ là một kề đó cái đoạn tư nó sẽ viết lại nha. Hai cái chữ xe nó đối xứng với nhau luôn đó, hai cái đầu đối xứng với nhau luôn. Thứ ba bây giờ mình còn ba chữ C tiếp tục. Chữ C thứ tư, chữ C này thì là có cái chứa chữ H trong thank you.
thứ gì hết. Cái tiết luôn nó có cái hay là nó chữ trong chữ, nghĩa là mình bố trí chữ làm sao nằm trong một vuông thì có những chữ nó sẽ nằm trong cái chữ luôn, cái chữ H nằm trong cái chữ C luôn, hoặc là chữ TR, chữ R nằm trong chữ T, hoặc là chữ TH, chữ H nằm trong chữ T thì thành chữ thờ. Thế nhưng mà cái chữ TH các bạn xem. Xem khác đó, bây giờ quay lại đi xe nha. Đó là chữ C. Rồi mình lấy chữ C thứ 2, 3, 4. Chữ C thứ 5 này nha. C thứ 5 này thường là cuối. Mình cuối nó giống chữ cát đó. Đây. Cái chữ C này các bạn để ý là cái nét ở dưới thì nó thấp hơn, ngang hơn, mình viết lại nha.
chào tất cả.